Xin chào các bạn. Để phong lan luôn có được nhiều hoa, nở rộ đẹp rực rỡ quanh năm, cây cần phải phát triển được lá khỏe mạnh, rễ phát triển được nhanh. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất đơn giản để những cây hoa lan yếu ớt, kém phát triển, cây sẽ nhanh chóng có được những chiếc lá xanh tốt, cứng cáp và bộ rễ sẽ được phục hồi, phát triển nhanh hơn. Các bạn hãy sử dụng một củ hành, và chúng ta sử dụng phần vỏ của một củ hành là đủ. Sau đó các bạn cắt nhỏ ra. Cho tất cả phần vỏ hành này vào lọ. Cho vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng. Các bạn sẽ để ở nơi mát sau 12 giờ. Với những cây hoa lan này, các bạn cần phải phục hồi ngay. Rễ đã bị hư nên quá trình trao đổi chất ở những cây hoa lan này rất chậm. Những chiếc lá này các bạn nên cắt bỏ. Sau đó hãy rửa cho thật sạch. Các bạn sẽ lau khô lại. Sau 12 giờ, các bạn sẽ lọc lấy nước này. Sau đó các bạn sử dụng nước này. Và hãy lau lá. Nó sẽ giúp cho hoa lan khi phục hồi, cây sẽ không bị nấm và vi khuẩn.
các bạn cho nước này vào đây. Và hãy ngâm trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho rễ mới phát triển được nhanh hơn. Và các bạn sử dụng phần còn lại này để chúng ta chăm sóc cho cây sau khi đã trồng lại. Cây sẽ luôn xanh tốt, không bị nấm, phát triển được rất nhanh. Những chiếc lá non như thế này phát triển rất khỏe mạnh. Và tưới vào gốc của cây. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần cho những cây hoa lan. Nó sẽ giúp cho rễ mới phát triển được nhanh. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Và chúng ta sẽ để cây ở nơi mát thêm một ngày nữa. Sau một ngày, khi những chiếc rễ đã khô lại, các bạn sẽ phục hồi cây rất nhanh và dễ dàng. Các bạn hãy đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Sau đó hãy cho nước vào. Nước chỉ vừa chạm vào những chiếc rễ này. Khi nước ít, các bạn sẽ bổ sung thêm và kiểm tra để cắt bỏ rễ bị hư. Phun sương giữ ẩm cho lá 3 ngày một lần. Đặt cây ở nơi có ánh sáng. Và với cách làm đơn giản này, sau 2 tháng, chiếc lá non đã phát triển rất khỏe mạnh. Và những chiếc lá này cũng đã cứng cáp khỏe mạnh hơn. Rễ đã phát triển được rất nhanh. Và đến giai đoạn này, các bạn hãy kiểm tra và cắt bỏ những rễ hư này ra khỏi cây. Sau đó hãy bỏ nước này và chúng ta hãy tiếp tục đặt vào đây. Sau đó các bạn sẽ cho nước mới vào. Và chỉ bao nhiêu đây là đủ. Khi rễ sẽ phát triển tốt hơn nữa, các bạn sẽ lấy ra và chúng ta sẽ trồng vào chậu mới để giúp cây phát triển được nhanh hơn ở môi trường bên ngoài. Và nó sẽ giúp cây khi trồng lại, lá sẽ phát triển được nhanh hơn, rễ phát triển được khỏe mạnh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công